Thưa quý vị, như vậy là ngày mai hơn 18,3 nghìn học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, một kỳ thi quan trọng đối với các em học sinh. Trong điều kiện vừa thi vừa chống dịch, kỳ thi đã được ngành giáo dục điều chỉnh với nhiều điểm mới phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, đồng thời sẵn sàng các phương án phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho thí sinh trước ngày thi 3 ngày. Đó là cách làm được huyện Lạng Giang triển khai để tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay. Hơn 2,2 nghìn học sinh lớp 9 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Lấy mẫu xét nghiệm xong thì bọn em sẽ yên tâm hơn, không còn lo lắng vì những có trường hợp F0 nếu như khi tham gia kỳ thi. Khi mà đang thi có một bạn nào đó bị thì sẽ cuộc thi sẽ bị dừng, nhưng lên việc xét nghiệm như này sẽ tạo tự tin hơn cho bọn em để bước vào kỳ thi trung học phổ thông ạ. Rút kinh nghiệm từ đợt 1 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Khi đến sát ngày thi, đã có điểm thi trường trung học phổ thông Lạng Giang số 3 phải dừng thi do có thí sinh F0 đến làm thủ tục. Nhiều huyện thành phố đã tổ chức tiêm vaccine, lấy mẫu sàng lọc COVID-19 cho cán bộ, giáo viên và thí sinh. Tính đến ngày 25 tháng 7, các địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14,3 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên thí sinh. 100% mẫu cho kết quả âm tính. Huyện Lạng Giang đã có văn bản gửi Ủy ban dân các huyện tiến hành đề xuất xét nghiệm cho 176 thí sinh thuộc các địa bàn các huyện lân cận có tham gia thi tại huyện Lạng Giang, xác minh các yếu tố dịch tễ đối với các em học sinh đó, xem có thuộc diện là F1, F2 hoặc ở vùng phong tỏa, vùng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 không. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh với nhiều điểm mới phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các hội đồng thi không tập trung học sinh để tổ chức khai mạc, làm thủ tục thi, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Cùng với đó, 100% các hội đồng thi đã được phun khử khuẩn, bố trí sơ đồ phân luồng học sinh, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, lần đầu tiên tại tỉnh Bắc Giang có các điểm thi số 2 dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và đi từ vùng dịch về. Do là nhóm thí sinh có nguy cơ cao nên tại các điểm thi này, các phương án kịch bản tổ chức vận hành kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi tại điểm thi đặc biệt. Trường Trung học cơ sở Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang là nơi được chọn làm điểm thi số 2 dành cho 334 thí sinh thuộc diện F1, F2. Vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đi từ vùng dịch về. Đây cũng là điểm thi có số lượng thí sinh thuộc diện F đông nhất tỉnh. Là điểm thi dành cho các thí sinh đặc biệt nên việc tổ chức vận hành thi cũng rất đặc biệt. Tích cực chuẩn bị các cái khâu bước trong quy trình phòng dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Đồng thời là bố trí cái khu vực thi theo tinh thần là tách riêng từng khu vực. F1 tách riêng, F2 tách riêng và các đối tượng còn lại cũng tách riêng. Tại trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 có 603 thí sinh đăng ký dự thi. Sau khi rà soát, huyện quyết định chọn trường Trung học cơ sở Nhâm Biển số 2 làm điểm thi dành cho thí sinh liên quan đến dịch COVID-19. Huyện đã chuẩn bị 10 phòng thi cho từng đối tượng thí sinh, chuyển quần áo bảo hộ, khẩu trang N95 đến cán bộ, giáo viên, thí sinh. Giám thị đấy thì phải tuân thủ cái hướng dẫn của ngành y tế, tức là mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang N95. Từng đối tượng F2 rồi thì khu gây thì sẽ được bố trí ở các cái phòng riêng, tức là đủ cái cơ số phòng để cho các đối tượng khác nhau, nguy cơ khác nhau sẽ thi ở các cái vị trí khác nhau, để không làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các em. Đến ngày 27 tháng 7, toàn tỉnh còn 3 thí sinh diện F1, 31 em diện F2, 105 em ở vùng cách ly y tế, 237 em trong vùng thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và 9 em đi từ vùng có dịch về. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về các giải pháp của ngành giáo dục đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong điều kiện phòng chống dịch, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Sau đây là nội dung của trao đổi.
Kỳ thi năm nay thì lần đầu tiên tại tỉnh Bắc Giang thì có các cái điểm thi số 2 dành cho các thí sinh thuộc diện F. Vậy ông có thể cho biết là việc phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc mà tổ chức vận hành kỳ thi điểm thi này như thế nào để đảm bảo an toàn? Thí sinh là diện F1 thì chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống COVID huyện, thành phố sẽ đưa các em này đến điểm thi bằng xe chuyên dụng và sẽ có bộ phận chức năng như là quân sự, công an sẽ tiếp nhận các em này trong suốt cái thời gian các em ở tại cái điểm thi số 2 cũng như là thực hiện công tác và thi của mình. Với cái yêu cầu là các cha mẹ học sinh nếu đưa con đến trường thì ngay lập tức phải trở về nhà, đăng ký cam kết cùng cha mẹ cái thời gian đi và thời gian về tham dự các buổi thi này. Cán bộ coi thi phải mặc bảo hộ, có găng tay, có những cái yêu cầu về đảm bảo phòng chống dịch, phải thực hiện thu bài, khử khuẩn bài thi, nhập bài thi vào trong cái thùng hòm riêng được khử khuẩn. Thì đấy là những cái công tác mà rất riêng biệt cho cái kỳ thi này. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 tại tỉnh Bắc Giang khi mà có một điểm thi phải dừng hoạt động do có thí sinh thuộc diện F. Vậy tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay thì cái việc công tác phòng chống dịch sẽ được Ban chỉ đạo thi tỉnh siết chặt như thế nào thưa ông ạ? Cần phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, với các sở ban ngành, nhất là đối với y tế và các ủy ban nhân dân các huyện, để có thể có những cái thông tin kịp thời ứng xử với từng nhóm đối tượng này theo trong từng cái thời gian thi, thời gian nào và các đối tượng nào thì sẽ có cái việc ứng xử tương ứng như thế. Cái thứ hai là chúng tôi cũng xác định là cần phải xây dựng một cái kịch bản thật là chi tiết để khi tình huống xảy ra với cái kịch bản nào thì ta sẽ áp dụng được kịch bản đó ngay. Cái thứ ba là cần phải chuẩn bị những cái trang thiết bị vật tư y tế cũng như là việc chuẩn bị khi mà xảy ra tình huống thì có thể di chuyển các em từ các điểm thi khác nhau, từ các hội đồng thi khác nhau trên toàn huyện, thành phố về một cái điểm thi số 2 một cách là an toàn. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Dù phải tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thế nhưng với sự chủ động các phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất của ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh, các em học sinh và phụ huynh có thể yên tâm chuẩn bị tốt các kiến thức cũng như có một tâm lý thoải mái nhất để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng đạt kết quả cao.